Xin chào các bạn. Bức tranh công nghiệp hỗ trợ cho ngành ô tô Việt Nam được đánh giá chưa có nhiều sáng sủa do phát triển chậm cả về số lượng và chất lượng so với nhiều quốc gia trong khu vực. Phụ tùng linh kiện ô tô hiện đang sản xuất tại Việt Nam chủ yếu là các phụ tùng thâm dụng lao động, công nghệ giản đơn như ghế ngồi, kính, sàm lốp, bánh xe. Chính vì vậy, Việt Nam phải nhập khẩu dòng hầu hết các nhóm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, nhất là các bộ phận, linh kiện quan trọng thuộc hệ thống phanh, ly hợp, hộp số, hệ thống lái, yêu cầu công nghệ chế tạo ở mức cao. Thế nhưng mới đây, nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast đã công bố hôm thứ Sáu rằng công ty đã vận chuyển lô 999 xe ô tô đầu tiên sang Hoa Kỳ. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao cho khách hàng vào cuối tháng 12. Đại diện VinFast cho biết số xe trong lô đầu tiên được chọn là số 999 vì đây được coi là con số may mắn ở Việt Nam. Các quan chức cho biết, tàu vận tải do Panama thuê để gửi chuyến hàng đầu tiên của xe điện VinFast có khả năng chở tới 2.000 xe. Một số chiếc SUV điện VF8 được xuất xưởng vào thứ Sáu sẽ được gửi đến dịch vụ đăng ký ô tô Autonomy của Hoa Kỳ, nhưng phần lớn sẽ đến tay những người mua lẻ đã đặt mua xe. VinFast dự kiến có thể xuất lô xe thứ hai sang Hoa Kỳ, thị trường xuất khẩu đầu tiên của hãng, vào khoảng tháng Giêng. Nhà sản xuất ô tô hiện đang chờ phê duyệt quy định cuối cùng để hoàn thành việc xây dựng nhà máy sản xuất xe điện của mình ở Bắc Carolina và dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất tại nhà máy vào tháng 7 năm 2024. Các phương tiện được sản xuất tại Bắc Carolina sẽ đủ điều kiện nhận ưu đãi theo các điều khoản của đạo luật giảm lạm phát IRA. Gần 1.000 chiếc VinFast VF8 đã lên tàu đến Mỹ, sự kiện đánh dấu bước tiến đặc biệt của ngành công nghiệp xe hơi Việt Nam, chinh phục một trong những thị trường ô tô khó tính nhất toàn cầu. Sáng ngày 25 tháng 11, tại Hải Phòng, lô xe VinFast VF8 có số lượng 999 chiếc đã lên đường sang Mỹ. Hãng xe Việt thuê riêng một chiếc tàu chở hàng Silver Queen của Panama để chuyên chở toàn bộ số xe. Nếu như trước đây, các cảng biển ở Việt Nam đã quen với việc tàu hàng cỡ lớn chở theo hàng nghìn ô tô nhập khẩu cập bến thì nay, lần đầu tiên, giới truyền thông và những quan khách có mặt tại sự kiện được tận mắt chứng kiến những chiếc ô tô thương hiệu Việt sản xuất tại Việt Nam từ từ nối đuôi nhau lên tàu để xuất sang thị trường nước ngoài. Tại buổi lễ này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là sự kiện ý nghĩa, đánh dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên trong lịch sử, những chiếc ô tô điện sản xuất tại Việt Nam mang thương hiệu Việt chính thức góp mặt vào thị trường ô tô điện toàn cầu. Những chiếc ô tô điện được xuất khẩu sang Mỹ sẽ mang theo khát vọng, niềm tự hào và hy vọng những chiếc xe này sẽ lăn bánh đến khắp nơi trên thế giới, được khách hàng quốc tế đón nhận, ưu tiên lựa chọn sản phẩm thương hiệu Việt. Người đứng đầu chính phủ cho biết, ngành công nghiệp ô tô là một trong những ngành công nghiệp đi đầu, kéo theo sự phát triển của các ngành công nghiệp khác, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, năng lực khoa học công nghệ, đồng thời có tính biểu tượng cao về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mức độ phát triển của nền kinh tế. Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô. Thủ tướng bày tỏ niềm vui khi thấy những chiếc ô tô sản xuất tại Việt Nam mang thương hiệu Việt chính thức xuất khẩu ra thị trường thế giới. Niềm vui này đến từ khát vọng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, địa phương, đồng thời là sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần sáng tạo, dám đột phá của doanh nghiệp. Tập đoàn Vingroup và công ty VinFast quyết định bắt tay vào sản xuất ô tô từ con số 0, gây bất ngờ lớn cho toàn bộ ngành công nghiệp ô tô trong và ngoài nước. Tiếp đó là quyết định chuyển đổi thành hãng xe thuần điện để đón đầu xu hướng sản xuất xe điện, góp phần chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu thế giới. Những mẫu ô tô điện đã giới thiệu thời gian qua được dư luận quốc tế và người tiêu dùng trong nước đánh giá cao với thiết kế và công nghệ của châu Âu. Dù đi sau nhưng VinFast đã nhanh chóng tiếp cận công nghệ tự động hóa thông minh, tiếp cận khách hàng một cách khác biệt. Thành quả bước đầu này đã mở ra kỷ nguyên sản xuất xe ô tô điện tại Việt Nam đảm bảo chất lượng xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu, ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ ngành công nghiệp công nghệ cao thế giới. Những chiếc ô tô điện được xuất khẩu sang Mỹ sẽ mang theo khát vọng, niềm tự hào và hy vọng những chiếc xe này sẽ lăn bánh đến khắp nơi trên thế giới, được khách hàng quốc tế đón nhận, ưu tiên lựa chọn sản phẩm thương hiệu Việt. Tại buổi lễ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Em Napper bày tỏ, hôm nay là ngày trọng đại cho mối quan hệ hợp tác cũng như tình hữu nghị giữa Việt Nam, Hoa Kỳ. Ông cũng bày tỏ vinh dự khi những chiếc xe điện đầu tiên của Việt Nam lên tàu xuất khẩu sang quê hương ông tại California. Đồng thời, VinFast xây dựng nhà máy tại bang North Carolina và đặt niềm tin vào lực lượng lao động Mỹ, tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm cho người lao động. Năm 2023 kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam, Hoa Kỳ, tôi tự hào thấy rằng quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia ngày càng lớn mạnh, nhất là quan hệ thương mại song phương đã đạt 111 tỷ USD vào năm 2021. Tôi tin rằng mối quan hệ này còn tiếp tục phát triển hơn nữa khi VinFast đưa những chiếc ô tô điện thông minh đầu tiên made in Việt Nam đến người tiêu dùng ở Hoa Kỳ, đại sứ Em Napper nói. Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết.
999 chiếc xe VinFast xuất cảng hôm nay là sự kiện trọng đại không chỉ với công ty VinFast, tập đoàn Vingroup mà còn là dấu mốc lịch sử của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, khẳng định Việt Nam đã làm chủ và sản xuất thành công những sản phẩm công nghệ cao, đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Nhận định về lô 999 ô tô điện mang thương hiệu Việt xuất sang Mỹ, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, Nguyên Viện trưởng Nghiên cứu Thị trường Giá cả, Bộ Tài chính cho rằng, đây là lần đầu tiên nước ta xuất khẩu mặt hàng công nghiệp công nghệ có giá trị lớn sang một quốc gia lớn. Nếu được chấp nhận có thể nói đây là bước tiến lớn trong sự phát triển của nền công nghiệp ô tô nước ta, ông Long cho rằng. Xuất khẩu ô tô điện hiện nay là xu thế chung của thế giới trong phát triển kinh tế xanh và nhiều quốc gia đã và đang thực hiện xu thế này. Nền công nghiệp ô tô Việt Nam cần có thêm thời gian để các thị trường Mỹ, châu Âu và các thị trường lớn khác công nhận, khẳng định thương hiệu. Cũng theo nhiều chuyên gia, việc VinFast đưa xe điện tới Mỹ là lựa chọn khôn ngoan và cần thiết. Lấy ví dụ về những thương hiệu ô tô đã có chỗ đứng trên thị trường thế giới ngày nay như Hyundai, Kia, thậm chí cả Toyota và các thương hiệu xe sang của châu Âu, không quá khi nói rằng thị trường Mỹ, người tiêu dùng Mỹ đã góp phần tạo dựng nên chất lượng, vị thế của các hãng xe. Tuy nhiên, với một thương hiệu ô tô còn non trẻ, VinFast có thể gặp một số thách thức nhất định tại thị trường Mỹ. Quan trọng nhất, cần xem thị trường Mỹ phản ứng ra sao về sự xuất hiện của VinFast. Tại đây, thương hiệu Việt sẽ phải cạnh tranh với các hãng ô tô nổi tiếng trên thế giới, có lịch sử phát triển lâu đời. Nếu thị trường Mỹ chấp nhận, đây là bước tiến lớn của nền công nghiệp sản xuất ô tô Việt Nam. Dù còn nhiều khó khăn, VinFast được cho đã đánh trúng vào nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng Mỹ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Vì vậy, thương hiệu xe điện Việt hứa hẹn sẽ mang tới làn gió mới tại Mỹ, nơi các sản phẩm luôn được đánh giá, kiểm duyệt khắt khe. Hiện dài xe điện của VinFast tại Việt Nam có VFE34, VF8 và sắp tới là VF9. Trong khi đó, trên thế giới sẽ có VF5, VF6, VF7 cùng phân khúc E34 bên cạnh VF8 và VF9. Với VF8, giá xe bán tại Mỹ cho 4 phiên bản pin gồm Eco 1 pin, Eco 2 pin, Plus 1 pin và Plus 2 pin lần lượt là 40.700, 41.000, 47.700 và 48.000 USD. Mức giá này chưa bao gồm phí thuê pin, được tính theo hai gói thuê cố định và linh hoạt, tương ứng là 35 và 100 USD mỗi tháng. Tại Việt Nam, VF8 là sản phẩm duy nhất thuần điện trong phân khúc SUV cỡ đi, nơi có Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8 kết cấu Unibody và Toyota Fortuner, Ford Everest, Isuzu MU-X, Mitsubishi Pajero Sport không gầm rời. Mức giá của VF8 nằm ở khoảng giữa các mẫu xe trong phân khúc đi. Xe trang bị pin lithium-ion cho tầm hoạt động 460 km hoặc 510 km, tùy theo lựa chọn của khách hàng khi mua xe. Xe lắp hai động cơ điện chia đều cho trục trước và sau, công suất 402 mã lực, mô men xoắn 640 nm, thời gian tăng tốc không đến 100 km/h trong 5,5 giây, hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian. VinFast hiện đã chính thức trở thành hãng ô tô Việt Nam đầu tiên xuất khẩu ô tô qua Mỹ. Tại Việt Nam, VinFast đã mở ra một kỷ nguyên mới cho công ty cũng như ngành sản xuất ô tô tại Việt Nam.